Bây giờ sẵn đây anh em mình làm lại một cái phân đoạn trong cái táo. Thì cái bộ phim này anh thấy nó có liên quan ở chỗ là đây là bộ phim mà anh hai đã chia sẻ cái tình yêu thương rất là nhiều. Và bây giờ cái phân đoạn của anh với em á, thì nó không có cái đoạn nào mà nó yêu thương hết. Thì mình làm cái đoạn căng thẳng luôn. Học nhau phải không? Cái đoạn mà em nhớ mà em lo anh ra đấm cho một cái cái xong cái giải thế đâu. Chỗ cái đoạn á. Thằng con đồ đi chảy máu mũi tao đâu nè. Ngồi đâu? Đứng lên. Anh hai ơi. Tôi quên em chết rồi anh hai ơi. Anh không đứng lên tôi đánh cho anh chết thật đó. Anh hai mình đâu yêu thương đâu, đập nhau mà. Thì bây giờ bởi vậy mình mới đổi qua là mình yêu thương. Yêu thương. Mình diễn là y cái phân đoạn đó. Đúng với tâm lý đó. Nhưng tất cả những cái hành động, ví dụ như là cái chữ đánh thì mình phải thay bằng chữ nựng. Nựng. Đau đớn mình thay bằng thành khúc nữa thì nó ra thôi. Trời ha, bây giờ mày kiếm chỗ nào dừng lại chứ em thấy cái này đánh nhau rồi mình chạy xe hơi nguy hiểm á. Đúng. Dữ. Ây ha, chết rồi. Nó nựng mình chảy máu luôn rồi. Đứng lên. Hả? Ngu sao mà đứng? Anh không đứng. Tôi nựng nhanh chết luôn á. Anh hai ơi, anh ra đây mà coi nè. Thằng Dư nó nựng em. Anh còn dám nói anh hai đây hả? Anh có biết là anh làm như vậy anh hai anh hạnh phúc cỡ nào không? Anh thấy không ổn rồi Dư ơi. Anh ơi, tim anh đập nhanh quá. Em nựng gì? Chắc anh chết quá. Rồi, ok. Nếu như bị điên á thì các anh em bị bấn loạn luôn á. Bây giờ thử thách này rất là đơn giản thôi. Em đi vô trong đó, mua đồ với sự điều khiển của anh. Đây là tai nghe. Đơn giản không? Đơn giản. Với lại em phải cam kết với anh á, nếu như bây giờ anh nói mà em không làm á, em phải đãi anh một bữa ăn ở nhà hàng 5 sao. Một mình anh hay nguyên ekip? Ekip. Ekip là nặng lắm nha. Anh không biết thì bây giờ chơi là chịu. Rồi giờ nếu em làm thì sau này em nhờ anh đóng bất kỳ MV nào anh phải support cho em. Support cho em. Deal. Trời ơi. Anh đóng MV cho em. Đó. Đơn giản rồi đúng không? Đơn giản rồi. Okay. Vô đi rồi biết. Mặt anh giống ngà rồi đó. Giờ em nghe thở của anh phải không? Để em vô đó okay, okay. Đi bánh tháng ra, đi rồng chân ra, đi phanh phun phanh rồi đó, đó vậy. Đúng rồi. Đó. Nhìn cô gái nói, em ơi, em thấy anh đẹp trai không? Em. Dạ. Em thấy anh đẹp trai không? Em có biết cái bài hát đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu không? Em có biết cái bài hát đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu không? Có luôn. Em thấy bài hát đó làm sao? Có muốn nghe anh hát bài đó giờ không? Dạ không ạ. Em đang bận làm. Em vẫn phải làm. Mà trước khi làm, trước khi hát á, em phải hê lên một cái giống như mấy đứa mà nhỏ phun lửa. Hê, nói chuyện với sao rồi mới làm. Giỡn hoài ba, cái này chết luôn á. Thôi, đổi thách. Chơi lố hả ba? Vô. Thôi, bỏ nghe mày được không? Không. Luân ơi, không lẽ nửa bài được không? Nửa bài thôi, đi gần 10 phút mà cũng được. Ok. Rồi. Ok. Thế to lên nha. Hey. Không được, còn lại. To lắm. Hey. Hey. Rồi, hát liền luôn. Nhảy luôn. Sau đây anh sẽ hát với em nghe một bài. Bài đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Trong phòng cứ mãi nghĩ suy mặt buồn hoài sẽ chẳng đổi thay được chi, lấy mắt kính đeo tóc vuốt vuốt kêu hôm nay sẽ phải đẹp cho em được yêu cho em... yeah cho em được yêu. Bây giờ em nói là ok, bây giờ anh không có mang tiền theo. Bây giờ anh là anh là em thấy đẹp trai không? Em có thể, em thấy anh đẹp trai không? Tặng anh ly nước được không? Tặng anh ly nước được không? Không. Giờ sao ta?
Thôi bây giờ ok, cô gái đó không cho đúng không? Bây giờ em quay ra ngoài, em thấy một cô gái nè, cái bàn đối diện không? Gái bất kỳ nè, là khách đó, em đi tới đi. Đâu? Đâu? Em đi tới đi. Đi thẳng tới đi. Rồi sao nữa? Đó, thấy một cô gái trên ngồi đúng không? Đó kìa, có cái bàn sau lưng em á, Cái bàn đó, đúng rồi, em nói chị ơi, thấy em đẹp trai không? Thấy hả? Thấy hả? Thiệt nha, sau này em chơi anh lại đó, anh đừng có chơi vậy với em. Hay là cái cô, hay là bây giờ em chọn một con gái này được. Thôi, cô này đang ngồi mình nè, vô nè. Hỏi chị ơi, chị hay em gì đó chị, có thấy. Chị cho em ngồi nói chuyện xíu được. Hồi chị có bận gì không? Chị thấy em đẹp trai không ạ? em đang bị hại thôi, nhưng mà không, em thấy phải ráng hoàn thành. Không có nói vậy. Không được, ok. Chị chị thấy em đẹp trai không? À, chị kêu em là em đẹp trai. Dạ, em khát nước quá. Chị có thể cho em ly nước không? Chị đồng ý là cho em một ly nước. Là cho ly mới. Cho em một ly mới đi. Ly mới luôn. Rồi bây giờ để tra ơn chị, em sẽ tắt cạnh chị rồi hết. Một ly thôi. Em tặng chị một câu trong bài hát của em. Bài rất là lâu rồi. Bài hát mang tên Đẹp trai phải có nhiều đứa yêu. Bơ vơ trong phòng cứ mãi nghĩ suy, mặt buồn hoài sẽ chẳng đổi thay được chi. Lấy mắt kính đeo, tóc vút vút kêu, hôm nay sẽ phải đẹp cho anh được yêu. Cho em được đẹp và cho anh được yêu. Cho em được đẹp. Yeah. Chúc chị thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn chị. Ok. Anh Vân. Ba anh chơi rồi đúng không? Em hay quá luôn rồi, thiệt á. Không, anh có biết là đông người không? Mọi người cầm máy quay quá trời luôn, em còn khùng em hê. Rồi anh thua em. Rồi. Anh sẽ thực hiện. Dạ. Bất cứ gì em yêu cầu để đóng MV, đóng phim đó. Rồi, okay. Nhất trí. Ok. Rồi, thử thách được vượt qua. Sau lưng quá tuyệt vời với các bạn. Quá tuyệt vời.